Nhà thi học tập, hôm nay sẽ học về cái bài mà điều khiển tốc độ động cơ bằng L298. Thì cái mạch này nó bao gồm là chân số 9 nó được nối với L298 ở vào chân số 6, chân số 8 sẽ được nối với chân số 5, chân số 7 sẽ được nối với nhau. Và cái chân số 2 và chân số 3 sẽ được nối với motor. Các linh kiện bao gồm Arduino Uno R3 button, L298 motor và điện trở, những con điện trở và điện trở đấy. Thì bây giờ ta hãy cùng nạp file hết vào để quan sát cái chuyển động của con motor nó như thế nào. Đây, phải hết của nó đây. Rồi bây giờ ta cùng chạy để quan sát các tín hiệu của con motor nó chạy nhé. Đấy, motor nó đang chạy chiều cùng chiều với kim đồng hồ, nhưng khi ta nhấn nút thì nó lại đảo ngược lại. Đấy, nó chạy ngược lại chiều kim đồng hồ. Khi ta nhấn giữ nguyên thì nó lại tiếp tục, nó quay theo chiều kim đồng hồ. Cái cốt này thì nó như thế nào thì chút nữa mình sẽ chỉ cho các bạn. Và bây giờ các bạn quan sát lại, mình làm từ đầu đến cuối cái bài này để các bạn hiểu rõ. Đây, xóa hết đi. Sau khi xóa hết rồi, đầu tiên là lấy Arduino Uno ra. Đấy, bước tiếp theo là ta lấy con L298. Bạn lấy con L298 bằng cách là L298 gõ như thế thì nó sẽ hiện ra đây. Đấy, hiện ra đúng con đó. Chân số 7 sẽ được nối với nhau. Chân số 8 thì được nối với chân số 5. Chân số 8 được nối với chân số 5. Chân số 9 sẽ được nối với chân số 6. 9 của Arduino được nối với chân số 6. Chưa? Motor thì sẽ, bạn lấy motor bạn cũng gõ tương tự MOTOR. Đấy, nó hiện ra và bạn chọn cái motor này. Đấy, bạn chọn cái này. Rồi sau khi bạn lấy linh kiện ra, đây bạn nối với chân số 2 và cái này bạn nối với chân số 3. Sau cái này thì ta bắt đầu ta hiệu chỉnh cái chân số 2 bằng cách là lựa chọn điện trở. Đấy, rồi lựa chọn button. Bạn lấy button ra thì cũng tương tự thôi, bạn gọi chữ button vào là nó có hiện ra được. Đấy, tiếp theo lấy nguồn. Nối chân số 1 với chân 15 của con L298 lại với nhau và tất cả chúng nó đều được nối với âm nguồn, nối với đất. Cái này cũng được nối với đất, chân số 8 cũng được nối với đất. Đấy, riêng chân số 9 và chân số 4 được nối lại với nhau và được nối với power, tức là nối với nguồn.
Chân A không thì được nối với một con đứng trở dùng để hiệu chỉnh dòng điện. Chân A không. Đấy. Đấy. Bây giờ chúng ta nạp file hết rồi, cho nó cái file mà mình đã soạn sẵn rồi. Đây, cho nó chạy. Đây, các bạn thấy không? Nó chạy, nhấn vào, đảo ngược chiều lại. Rồi nhấn giữ. Nhấn giữ lần 2. Đấy. Bây giờ cùng soạn thảo cái code của nó nhé. Đầu tiên là Inter. Chân này thì được dùng để nó là cái chân công tắc. Chân 18 nó là chân input, chân đầu ra 1, chân đầu vào 1. Chân số 7 là chân dùng để vào lần thứ 2. Đấy. Chân điều khiển tốc độ là chân số 9. Thì chân này nó chính là chân N. Tiếp theo là ta hiệu chỉnh cho con đứng trở đối với chân không. Đứng trở bằng A không. Chân đứng trở thì nó được nối với A không. Sau đó kim cơ tốc độ ta gắn chân output input cho nó. Cái này là nó gắn chân số 2 là chân hướng nhấn, chứ là chân ra của nó, là chân vào của nó. Đấy. Chân 1. Chân 2.
trên 2. Trên điều khiển tốc độ. Đây. Xong. Xong rồi chúng ta gắn chân. Bước tiếp theo là viết lệnh chính cho nó. Coi lớp là phần lọc. Điểm trợ chiều 4. Nếu mà giá trị nó bằng ở mức cao, như là vào đầu vào của nó ở mức cao, thì giá trị của con motor, giá trị nó sẽ được nhập vào, được viết vào. Vào chân số 1 là cũng ở mức thấp. Đây. Nếu mà giá trị nó ở mức thấp thì chân số 1 được viết vào ở mức thấp. Và chân số 2 lúc đó sẽ được viết ở mức cao. Ngược lại, thì chân số 2 ở mức cao và chân số 1 ở mức cao và chân số 2 ở mức thấp. Bây giờ biên dịch xem thử nó đã đúng chưa nhé. Nếu nó đã đúng là chúng ta hoàn thành rồi. Server lại. Đặt là điều khiển, cốt điều khiển tốc độ động cơ bằng L298. Rồi, xong.
dịch ra xem nó là đúng chưa, có gì sai không, sai thì chúng ta sửa như thế nào. Như vậy là đã hoàn thành câu lệnh dịch hoàn toàn đúng, và chúng ta kết thúc cái buổi nhật ký học tập tại đây. Đây là cái cốt viết cho nó, và đây chính là kết quả mà chúng ta chạy một phòng, pha một phòng chúng ta.